của chúng ta bây giờ thì chúng ta đã thấy là Kim Tiểu Ly, cô bé 23 tuổi là con của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, đã ôm bó hoa lên tặng cho cha của mình. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Kim Tiểu Long. Nói con hãy nói cho rõ là bởi vì Kim Tiểu Long đẻ ăn không? Thế là con nuôi. Bé Ly là con nuôi chứ bé Ly là 23 tuổi rồi. Kim Tiểu Long có hai đứa con, đứa là 17 tuổi, đứa 11 tuổi. Đều ở Mỹ hết. Hai thằng con trai nhưng mà ở đây nhân duyên là có một đứa con gái nữa, là tại vì nó ở sát vách ở với Vũng Liêm á. Cái bên nhà luôn. Quê nhà. Cho nên là phát hiện ra cái tự nhiên nhân duyên sao thấy là thương giống như một đứa con của mình đó. Bây giờ đi tới đâu cái nà theo tới đó vậy đó. Bé Ly thích đi theo coi ba Long hát, không biết hát. 23 tuổi rồi con ơi. Và bây giờ chắc có lẽ là khán giả cũng muốn là bé Ly đứng đứng xuống để coi xem bé Ly như thế nào. Đứng cho coi chiều cao. Trời, nó cao hơn ba nó luôn rồi trời. Quý vị coi nè, nó cao nè. Con ơi, 23 tuổi rồi đó, mai mốt ai cầu hôn làm ơn chịu đi chứ ở vậy hoài sao? Con có lấy chồng không? Dạ không. Chẳng lẽ ở vậy hoài? Bây giờ về nè lấy chồng đi. Tại vì ba thích con lấy chồng ở đây con đẻ răng bày đi con chút ép để nuôi chơi vậy đó. Đổ mồ hôi, nó lấy chồng đổ mồ hôi. Thôi, bà Dân ơi cộng xuống đi, nó không chịu lấy chồng đâu. Ở vậy đó. Thưa tất cả quý vị, chắc có lẽ là bây giờ sân khấu của chúng ta sẽ tiếp tục mời Kim Tiểu Long hát tặng quý vị một ca khúc nữa. Hình như anh Huỳnh Đức còn lúc lấy là Thua Một Người Dân phải không? Quý vị có đồng ý nghe bài Thua Một Người Dân giống như anh Huỳnh Đức không ạ? Ca cổ đi. Bây giờ Kim Tiểu Long phải chọn. Chắc có lẽ là vừa thua một người dân vừa ca cổ luôn thì mới chiều lòng khán giả. Và không chỉ vậy mà khán giả đang xem trên màn ảnh nhỏ nữa. Rồi ok. Bây giờ cũng sẽ kỳ vậy. Rồi bây giờ biết chiều ai? Tạo nghiệp nữa phải không? Thôi được rồi, để cho em hát ba câu dùm cổ đi. Rồi em hát bài nữa. Tôi không có đi đâu. Trời ơi gì vậy? Bạo động hả? Long gửi ba câu dòng cổ bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Làm mỗi tay nữa quý vị. Và tiếp theo, Bạch Lan xin giới thiệu đến quý vị một giọng ca em gái ngồi từ lâu rồi. Em đã nhường cho những anh chị em hát trước. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ sân khấu Khánh My. Dạ, em cảm ơn chị Bạch Lan rất nhiều. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho phép Khánh My xin gửi đến tất cả các chú anh chị buổi tối ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất là. Dạ, Khánh My cũng xin cảm ơn anh Công đã gieo duyên cho Khánh My được về đây để đem lời ca tiếng hát vang lên quận Cúng Bình Trên. Và cũng là phục vụ cho bà con cô bác thì Khánh My cũng không biết gì hơn, cũng xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ để tiếp tục chương trình, Khánh My xin gửi đến ba câu nhạc cổ trong bài tân cổ được mang tên Thương Quá Việt Nam.